Vâng, xin chào quý anh chị em quay trở lại với kênh Địa ốc Long Trường Phát nhé. Hôm nay thì Long sẽ cho quý vị các bạn về nội dung là cái sổ thật sổ giả, cách phân biệt sổ thật sổ giả cũng như làm sao để có thể tránh được cái vấn đề về sổ thật sổ giả nhé quý vị. Thực tế thì khi mà mua bán đất thì rất là nhiều quý anh chị em và kể cả bản thân Long cũng suy nghĩ rất nhiều và cũng băn khoăn rất nhiều về vấn đề sổ thật sổ giả này. Nhưng mà khi mà đi vào tìm hiểu sâu hơn về cái vấn đề sổ thật sổ giả thì có lẽ là chúng ta có thể an tâm hơn rất nhiều khi mà chúng ta đi giao dịch mua bán bất động sản. Đây quý vị các bạn, cái đầu tiên mà Long vẫn mong quý vị các bạn để ý đó là cái bìa hồng, như quý vị. Thì đây là cái phôi sổ này thì chỉ được cung cấp từ Hà Nội gửi vào cho các tỉnh thôi. Và cái màu mực ở trên phôi sổ này thì nó rất là rõ nét nha quý vị. Rất là rõ nét, và kể cả lúc mà chúng ta nhìn nghiêng hay là nhìn ở mọi cái góc cạnh nào thì cái màu mực của nó vẫn rất là rõ nét và rất là đều. Đó là cái vấn đề đầu tiên mà để phân biệt cái sổ thật. Vậy thì khi mà một cái sổ thật thì những cái đường vân như thế này này, nó thể hiện rất là rõ nét. Mặc dù đây là Long chụp bằng hình ảnh nha. Và cái giấy để mà in cái sổ này này thì nó có cái vân, nó có một cái vân rất là nhẹ. Và khi chúng ta sờ vào thì chúng ta cũng có cảm giác được đó là sổ thật hay sổ giả. Khác với cái công nghệ in thông thường, nếu như về cái màu mực này mà nó bị nhòe hay là có những cái điểm đậm điểm nhạt thì nó là khả năng bị sổ giả là rất là cao nha quý vị. Đấy. Và cái thứ hai mà để chúng ta kiểm tra cái sổ giả đó là cái dấu lồi này này. Con dấu lồi này thì cái chữ số, cái số hiệu của cái cuốn sổ thì được đặt rất là chính giữa, rất là cân chính giữa cái dấu lồi này. Đấy, nó sẽ được đặt như vậy. Và nếu mà ở cái dấu lồi này, nếu mà chúng ta có một cái đèn pin để soi vào, ở cái góc khoảng tầm 20 đến 30 độ thì chúng ta sẽ thấy nó lồi ra chứ không phải nó lõm vào. Nó sẽ lồi ra không phải nó lõm vào nha. Đấy. Đấy là cách phân biệt sổ thật sổ giả. Và ở cái phần mã vạch, thì hai cái số đầu tiên này nó là mã tỉnh này. Còn ba cái số tiếp theo thì nó là mã khu vực, cấp xã và cấp huyện, nó sẽ nằm ở đây. Và tiếp theo là mã năm. Ví dụ cái cuốn sổ này được cấp vào năm 2019 thì nó sẽ ra đây là con số 19. Và đây là cái mã lưu trữ hồ sơ. Đấy, quý vị các bạn để ý như vậy. Vậy khi chúng ta đi mua thì nếu như một cái người làm sổ giả họ không đủ tinh ý để họ họ làm cái chỗ mã này thì sẽ biết được ngay là cái con số này, con số này nó có đúng hay không. Ví dụ như cái mã 25 này là ở Bình Phước chẳng hạn. Đấy, Bình Phước chẳng hạn. Đây, Bình Phước đây quý vị. Đó. Rồi, cấp năm 2019. Cái hai cái mã kia thì là mã cấp xã và cấp huyện. Đấy. Như ở văn phòng công chứng á, thì cái cách mà họ phân biệt cái sổ thật sổ giả thì họ không những là nhìn tất cả những cái vấn đề đó, họ còn quan sát thêm cái chữ ký của cái người mà được ký lên cái sổ này này. Họ sẽ quan sát thêm cả cái chữ ký này nữa. Đấy. Đó.
đó là về cái sổ thật đúng không ạ. Một cái đặc điểm mà quý vị các bạn lưu ý đó là cái trang kèm theo này. Cái trang kèm theo này nếu như mà mình làm mất đi thì phải mất ít nhất là 6 tháng để làm lại cái trang này, và cũng như là phải chuẩn bị rất là nhiều hồ sơ thủ tục hành chính. Nên là đặc biệt lưu ý là cái trang thêm này là không nên là để mất cái trang thêm, hoặc là không nghĩ nó là không quan trọng. Nó sẽ có cái mộc giáp ranh giữa cái trang thêm và cái sổ ban đầu đấy, và có đóng thêm một cái mộc là kèm theo giấy chứng nhận là trang số bổ sung số 1 chẳng hạn. Đấy, nó là như vậy. Vậy thì khi mà Long nói đến những vấn đề này rồi thì nó vẫn còn một vấn đề nữa mà chúng ta vẫn gấp phải sổ giả, đó là bởi vì với cái công nghệ hiện tại cũng như là cái phôi sổ này vẫn có thể bị mất cắp giống như năm 2015. Bưu điện đã thông báo là 3.000 cuốn sổ của khu vực thành phố Đà Nẵng và Phú Yên không còn ở trong kho nữa, là bị mất trộm. Vậy thì cái phôi sổ chắc chắn là phôi thật rồi. Đấy, cái phôi sổ chắc chắn là phôi thật rồi. Và làm thế nào để chúng ta hạn chế được mức độ hạn chế được cái mức độ mà sổ thật sổ giả, thì cần phải có những cái cách riêng trong cái nói chuyện, trong trao đổi nói chuyện để tìm hiểu về nguồn gốc của cái sản phẩm bất động sản, cũng như có thể tìm tới những môi giới, những người mà họ am hiểu về bất động sản, họ biết rõ nguồn gốc của sản phẩm bất động sản để mình giao dịch mua bán thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tốt hơn. Cái mã này, đây là cái số hiệu của cuốn sổ. Còn đây là số vào sổ để chứng nhận. Đấy. Một cái thứ hai nữa, nếu mà chúng ta muốn thật sự an toàn để khi mà chúng ta đi mua một bất động sản mà chúng ta chưa biết được cái nguồn gốc của cái bất động sản đó, và mua qua một người xa lạ hoặc là một người mà mình cảm thấy không tin tưởng được, thì chúng ta có thể yêu cầu bên đối tác của mình cung cấp cho mình hồ sơ gốc của cái bất động sản này, của cái cuốn sổ đất này. Thì tại chi nhánh văn phòng tài nguyên cấp huyện là lưu trữ cái hồ sơ gốc của cái sản phẩm bất động sản nha quý vị. Lưu trữ cái hồ sơ gốc của sản phẩm bất động sản. Và khi chúng ta lên yêu cầu để chúng ta mua những cái để chúng ta sao lục lại cái hồ sơ gốc thì bên tài nguyên môi trường người ta sẽ cung cấp cho mình. Đấy. Và khi mà có được cái hồ sơ gốc rồi thì chúng ta biết được cái quá trình giao dịch mua bán của cuốn sổ, cũng như là thời điểm hình thành mọi thứ về cái miếng đất đó. Và chắc chắn là khi mà sao lục ra được rồi thì chúng ta sẽ không ngại về vấn đề là sổ thật và sổ giả nữa. Đó. Mà có một cái lợi thế nữa, khi mà chúng ta đi sao lục hồ sơ gốc thì chúng ta có thể kiểm tra được những vấn đề nguồn gốc của cái sản phẩm bất động sản. Và nó là sản phẩm bất động sản mà thuộc dạng là phân lô tách thửa hay là dạng nhận thừa kế, quý vị, hay là nhận phân chia thừa kế, thì mọi thứ mình có thể kiểm tra được. Và nhiều lúc cái hồ sơ gốc cũng giúp cho cái người mua bất động sản tránh được cái rủi ro đó là bị thiếu thừa kế trong quá trình làm sổ, trong quá trình cấp sổ cho cái người được hưởng thừa kế là bị sót đi một thừa kế chẳng hạn, hay là bị có những cái thành viên trong gia đình của người đó họ không bình thường và vô tình là bị sót đi cái thừa kế. Và cái đó là rủi ro nó thì rất là hy hữu trong bất động sản. Đấy. Về vấn đề sổ thật sổ giả thì quý vị các bạn cũng rất là dễ hiểu thôi, thì Long sẽ nói lại một chút. Thứ nhất là cái màu mực và cái phôi sổ
cái phôi sổ thì nó có những đường vân rất là nhẹ, và khi sờ vào chúng ta vẫn có thể cảm giác được. Và cái màu mực ở trên sổ thì rất là rõ nét, rất là đều và mịn đẹp, không bị nhòe hay là không bị chỗ thiếu chỗ thừa. Và có thể căn cứ theo cái mã vạch này để biết được cái nơi tọa lạc của cái cuốn sổ và coi ở thông tin trên sổ nó có đúng hay không nhé. Ví dụ như khi mà chúng ta coi cái đó và chúng ta quay sang đây và chúng ta xem nó có đúng với cái này không. Và để mà sử dụng cái mã vạch này thì chúng ta sử dụng cái phần mềm Homenet nhé. Phần mềm Homenet thì khi chúng ta gõ những cái mã sổ này lên, phân khu như thế này, hai số đầu, ba số tiếp theo, hai số ở giữa thì sẽ ra được tỉnh, cấp huyện, cấp xã và năm. Còn cái mã lưu trữ hồ sơ, mã lưu trữ hồ sơ thì nó ở thuộc bộ phận quản lý đất đai của huyện rồi, của Sở Tài nguyên rồi. Đấy. Rồi. Đó là để mà phân biệt sổ thật và sổ giả thì cũng khá là đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà trong giao dịch mua bán thì để mà tránh được cái vấn đề là mình đi mua phải sổ giả thì tốt nhất là mình nên chọn những bất động sản mình biết rõ nguồn gốc, cũng như là mua từ những cái người họ am hiểu về bất động sản, cũng như là có thể sao lục hồ sơ gốc ở tại chi nhánh văn phòng tài nguyên môi trường. Nha quý vị. Và một cái điều nữa này quý vị này, cái hướng này về bản đồ theo quy định thì phía trên là hướng bắc, phía dưới là hướng nam và phía đông, bên phải là hướng đông và bên trái là hướng tây, là như vậy. Vậy thì khi mà mình đi mua đất á, mình đứng ở trên cái lô đất đó, mình để biết được là nó có chính xác cái vị trí đất hay không á, thì rất là đơn giản thôi. Ngoài kiểm tra cái số tờ số thửa thông qua ứng dụng quy hoạch thì nếu mà không có, hay là nếu mình không có chuyên môn thì mình có thể đứng ở ngay vị trí đất và bật la bàn lên. Như cái lô đất này thì nhìn vào sổ thôi là mình biết nó là hướng đông, bởi vì nó quay về hướng phía bên phải. Còn nếu mà nó quay lên cái góc thì chắc chắn là đông bắc. Quay xuống dưới theo cái chéo xuống dưới như thế này thì là đông nam. Đấy. Tương tự với các hướng còn lại nhá. Khi mà mình đứng lên trên cái con đường thì mình chỉ cần xem cái là được. Và thậm chí ở trên cái bản đồ Google Maps chúng ta có thể kiểm tra luôn. Và có rất là nhiều anh chị em gửi bất động sản cho Long để chào bán cho Long chẳng hạn. Thì khi mà gửi thì cái vị trí ghim trên Google Maps thì cái con đường nó thể hiện rất là rõ ràng trên Google Maps, nó là hướng nam, nhưng mà thực tế sổ nó lại là hướng tây bắc hay là hướng tây vân vân, thì chắc chắn rằng là Long biết được ra rằng là bất động sản và cái vị trí mà bạn ấy gửi cho mình là không đúng, không đúng với cái vị trí của bất động sản. Đấy. Rồi. Đấy, về vấn đề sổ thật sổ giả thì có lẽ là Long xin kết thúc tại đây. Thì quý vị các bạn chỉ lưu ý giùm Long những cái điểm như vậy. Và nếu như trong quá trình mua bán bất động sản gặp những cái bất động sản mà có cái giá trị mua bán nó thấp hơn so với thị trường quá nhiều thì chúng ta nên để ý những cái trường hợp như vậy. Cũng có thể có xảy ra, nhưng mà đa số là lừa đảo hay là sổ giả nhiều hơn. Còn những cái vấn đề như là khi mà làm sổ giả để mà đi lừa cọc hay là như thế nào đó thì Long sẽ làm một video clip riêng. Còn khi mà chúng ta đã ra văn phòng công chứng rồi mà vẫn mua phải sổ giả thì văn phòng chứng sẽ là chịu trách nhiệm cao nhất nha quý vị. Đấy, xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Nếu thấy video clip hay và ý nghĩa thì đừng quên chia sẻ và ủng hộ cho kênh Địa ốc Long Trường Phát một lượt đăng ký nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và bình an.